Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh review các sản phẩm và điện máy. Trước mắt mình đây là một bộ sản phẩm điều hòa của Panasonic có ký hiệu là XPXU9UKH, dòng sản phẩm 9000 BTU cao cấp của Bala, được ra mắt năm 2018 và năm nay 2019 thì vẫn đang sản xuất và sử dụng, chưa có model thay thế. Đây là một bộ đầy đủ, gồm có một dàn lóng ở phía dưới và một cục lạnh ở phía trên. Thì mình sẽ đi qua cái thông số kỹ thuật cũng như là các cái tính năng chính của chiếc điều hòa XU9UKH8 này. Thì đầu tiên trên cùng của nó sẽ là chiếc dàn lạnh. Đây là dàn lạnh của chiếc điều hòa này, có đầy đủ dây đai, chưa có bóc hộp gì cả, hàng mới nguyên. Trên thân của chiếc điều hòa này sẽ có ký hiệu là CS-XU9UKH-8. CS là ký hiệu của mặt lạnh, XU9UKH-8 là model của chiếc điều hòa này. Cân nặng cả vỏ của nó là 10 kg. Dòng Inventor, sản xuất tại Malaysia, chạy ga R32, ga tốt nhất thị trường hiện nay. Đây là con này thì có đầy đủ các cái công nghệ như là Lalo G này, Lalo X này, Technology là Lalo X này. Lalo G thì sẽ là lọc sạch không khí và bụi bẩn. Còn Technology là Lalo X thì sẽ là khử các loại sạch các cái vi khuẩn hay là lấm mốc hay là mùi cơ thể, thì đều được loại sạch qua cái công nghệ Lalo X này. Ở đây là thông số kỹ thuật của chiếc điều hòa này. Ký hiệu của dàn lạnh của nó là CS này, U9UKH8. Loại của nó là khối lượng, khối đặt trong nhà. Điện áp sử dụng là 220V trên 50Hz. Công suất làm lạnh của nó là 8700 BTU, tương đương với 9000 BTU hay là một ngựa ở miền Nam. Khối lượng tĩnh, tức là khối lượng không tính vỏ của nó là 9 kg, chạy ga 32, sản xuất tại Malaysia. Đây là nhà máy sản xuất của nó này, nhà máy ở Malaysia này. Đơn vị nhập khẩu con này phân phối nó là công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam ở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội, khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đây là cái số CD của máy. Thì đấy là cái dàn lạnh của chiếc điều hòa này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dàn nóng của chiếc điều hòa. Dàn nóng của nó được ký hiệu là CU, trên của nó là CS, còn dưới của nó sẽ là CU. Dàn nóng là CU gạch chéo gạch ngang XU9UKH8, tương tự như dàn lạnh. Và cái thông số ở phía dưới thì sẽ là thông số kỹ thuật của nó. Ở đây sẽ là ghi là khối ở trong nhà, điện áp, công suất làm lạnh tương tự như vậy. Cân nặng của con này là 19 kg, nếu mà tính cả vỏ là 21 kg, không vỏ là 19 cân, chạy ga 32. Đơn vị sản xuất cũng tương tự như vậy. Đó thì đấy là đây công nghệ Lalo G Technology. Thì đấy là tất cả về cái chiếc điều hòa này. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái dàn lạnh khi được treo trên giá của siêu thị. Còn đây là cả dàn chưa có bóc hộp. Đây là dàn lạnh của chiếc XU9UKH. Được thiết kế bằng nhựa sáng bóng. Và đấy đi. Con này thì thiết kế bằng viền mạ chrome này, rất chi là sáng. Khác biệt sản so với dòng thường như con U9. Anh à. Đây, con U9 ở phía dưới này được thiết kế theo cái phần nhựa của nó là phần chỉ làm nhựa mạ thôi. Nhựa của nó là nhựa bình thường thôi, không được bóng. Đây là con U9 này. Trên này của mình là con XU9 này. Con XU9 mọi người để ý thấy con cái phần nhựa này được mạ bằng chrome rất chi là bóng này. Đó. Ngoài ra thì cái dòng XU9 này ở đây có thêm cái công nghệ của nó là cái công nghệ Lalo G này, cộng với công nghệ Lalo X, hoặc là một trong những dòng
đầy đủ các cái thông số nhất của dòng điều hòa của Ba La. Đây là có lọc sạch bụi mịn 2,2.5, rất chi là nhỏ. Ngoài ra thì có thêm một công nghệ vô hiệu hóa các loại vi khuẩn, virus hoặc là cái lấm mốc, các loại gây ức chế cho da thì đều được loại bỏ. Đây là loại bỏ các cái mùi cơ thể, mùi chân tay này, đây là mùi mồ hôi này, mùi thuốc lá này. Ngoài ra còn có công giữ ẩm cho da và tóc nữa. Ở cái dòng XU9 này có đầy đủ hết các cái tính năng như vậy. Cái dòng U9 thì không có các cái tính năng như vậy. U9 thì chỉ có nano G lọc sạch bụi bẩn không khí thôi, nhưng không có thêm các cái loại bỏ vi khuẩn và các cái loại mùi. Đó, khác biệt lớn nhất của cái dòng XU9 là như vậy. Đó, thiết kế thì được đẹp hơn và nhiều cái tính năng hơn. Đấy là hai cái quan trọng nhất của chiếc XU9 này. Rồi, cảm giá hiện tại của con XU9 UKH này đang là 12.090.000. Chọn gói lắp đặt, mọi người được tặng một cái phiếu mua hàng trị giá 500.000, có thể trừ trực tiếp vào giá của sản phẩm. Còn 11.590.000, và qua đó vẫn được tặng kèm công và vật tư và một gói vệ sinh điều hòa tại siêu thị của Ecomark. Mọi người có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị Ecomark qua trang web ecomark.vn để được tư vấn và lắp đặt tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.